Nga chuyển giao cho Việt Nam tăng tốt hơn Abrams. Thông tin này được hãng thông tấn Interfax dẫn lời của ông Mikhail Petukhov, phó giám đốc FSMTC của Nga cho biết khi dẫn đầu phái đoàn Nga tại triển lãm hàng không quốc tế tại Singapore. Việc cung cấp lô xe tăng T-90S SK cho Việt Nam sẽ được thực hiện theo đúng điều khoản ghi trong hợp đồng. Báo cáo hàng năm của nhà máy Uran Vagonsovod cho biết Nga sẽ chuyển 64 xe tăng T-90S và SK cho khách hàng 704, số hiệu này là của Việt Nam. Không chỉ tuyên bố hợp đồng sẽ được thực hiện đúng như ký kết, vị quan chức này còn khẳng định là những cổ tăng Nga chuyển giao cho Việt Nam sẽ có sức mạnh phòng thủ toàn diện và ăn đứt xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams của Mỹ. Theo nguồn tin này, trong năm 2017, nhà săng xuất Nga đã thực hiện hai hợp đồng T-90S SK cho khách hàng. Một trong số hợp đồng đó với 64 xe tăng được ký kết với khách hàng nước ngoài 704. Hợp đồng thứ hai ký kết với khách hàng nước ngoài có số hiệu là 368 sẽ xuất xưởng lô hàng đầu tiên gồm 73 xe tăng. Vị quan chức này cho rằng T-90S có nhiều điểm ưu việt khi so sánh với Abrams như trọng lượng nhẹ hơn 10 tấn, độ linh hoạt cao. Đặc biệt, ưu điểm lớn nhất của lô tăng T-90 này là sở hữu hệ thống giáp và phòng vệ nhiều tầng hàng đầu thế giới. Đầu tiên là TSHU-17, SH-TORA-1. Hệ thống này thì có tác dụng làm dịu quá trình điều khiển đường ngắm bán tự động của hệ thống định hướng lắp trên tên lửa chống tăng. Tiếp theo là hệ thống gây nhiễu máy dò laser và thiết bị chỉ thị mục tiêu của kẻ địch thông qua các cảm biến, đèn nhiễu OTSHU-17 và 12 ống phóng đạn khói. Cùng với hệ thống phòng vệ cực tốt là hệ thống hỏa lực khá là ấn tượng của T-90S với vũ khí chính là khẩu pháo nồng trơn 2A46 cỡ 125mm có hệ thống nạp đạn tự động với cơ số là 22 viên đạn sẵn sàng. Ngoài các loại đạn tiêu chuẩn, T-90S còn phóng được tên lửa chống tăng AT-11 Sniper qua nồng để tiêu diệt đối phương từ cự ly xa tới 5.000m, mục tiêu bao gồm cả xe tăng mang giáp phản ứng nổ lẫn trực thăng bay thấp. Để hệ thống phòng vệ và tấn công hoạt động hiệu quả cao nhất trên chiến trường, tăng T-90S được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực với kính ngắm ngày đêm, thiết bị ổn định và kính ngắm ảnh diệt giúp nâng cao khả năng hoạt động vào ban đêm và trong tình trạng thời tiết xấu. Cùng với đó là hệ thống giáp phức hợp Composite đi kèm giáp phản ứng nổ. Tất cả những trang bị tối tân này tạo nên một dòng xe tăng có sức mạnh tấn công và phòng thủ hàng đầu hiện nay. Cũng theo ông Mikhail Petukhov, Nga bắt đầu chuyển giao T-90 cho Việt Nam từ cuối năm 2017. Ông này tiết lộ rằng kết quả thông qua một loạt các cuộc đàm phán giữa các chuyên gia Nga và Việt Nam, hợp đồng cung cấp xe tăng T-90S và T-90SK đã được ký kết. Hiện nay, các bên đã bắt đầu thực hiện hợp đồng này. Quý vị và các bạn thân mến, theo truyền thông Nga, hãng tin Interfax, những chiếc xe T-90S mà Việt Nam đặt mua đã bắt đầu được phía Nga bàn giao. Họ xe tăng T-90 có khá nhiều phiên bản, từ T-90, T-90A, T-90S và mới nhất là T-90M dùng cho quân đội Nga cùng với T-90MS dùng cho xuất khẩu. Và trong mỗi phiên bản ấy thì tùy theo yêu cầu từng khách hàng mà các thông số kỹ thuật, tính năng chiến đấu của vũ khí trang bị có thể thay đổi. Hiện chưa rõ cấu hình của phiên bản xe tăng T-90S kèm theo bản T-90SK chỉ huy mà Việt Nam đặt mua, nhưng theo công bố trên website chính thức của công ty Uran Vagonsovod, dòng xe tăng T-90S có thông số kỹ thuật chung như sau: trọng lượng 46,5 tấn, chiều dài tính cả nòng pháo hướng về phía trước là 9,430m, chiều rộng là khoảng 3,78m và chiều cao là dài khoảng 2,2m. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu Nga sẽ bàn giao xe tăng T-90 cho Việt Nam theo con đường nào? Đường không, đường sắt hay là đường biển? Vậy xe tăng T-90 có vận chuyển được bằng máy bay hay không? Câu trả lời là được, hoàn toàn được và thậm chí là còn rất nhanh chóng. Bởi Nga hiện đang sở hữu đội máy bay vận tải An-124 hùng hậu, chuyên chở các món hàng siêu trường siêu trọng. Trên thực tế, An-124 đã từng vận chuyển đi và về một chiếc xe tăng T-90 tới Peru để trình diễn giao hàng nhằm thuyết phục quốc gia Nam Mỹ này đặt hàng. Với tải trọng tối đa 150 tấn, phiên bản An-124, 100M, 150 và kích thước khoang hàng dài, rộng, cao tương đương là 36, 6,4 và 4,4m, mỗi chiếc siêu vận tải cơ chiến lược của Nga có thể dễ dàng cõng 2-3 chiếc xe tăng T-90 đến bất cứ nơi đâu trên thế giới. Tầm bay của An-124, 100M, 150 với tải trọng tối đa có thể đạt 3.200 km, còn khi chở 92 tấn, tương đương với trọng lượng của hai chiếc xe tăng T-90, thì nó có thể đạt cự ly bay là 7.500 km. Với 64 chiếc T-90S, theo hợp đồng cung cấp cho Việt Nam, thì chỉ cần 32 chuyến bay An-124 là có thể giải phóng hết hàng, bàn giao cho nước chủ nhà. Tuy nhiên, vận chuyển bằng đường hàng không
thường có chi phí rất đắt đỏ và như đã nói ở trên, thường thì chỉ chở xe tăng mẫu đi triển lãm hoặc là chào hàng thì nhà chế tạo mới bào chi dùng đến phương tiện này. Với điều kiện kinh tế của Việt Nam thì việc này chưa thực sự là cần thiết, nhất là trong bối cảnh không việc gì phải quá gấp gáp nhận hàng trong thời gian nhanh nhất. Ước tính chi phí vận chuyển bằng đường hàng không đắt nhất trong các loại hình vận tải, nhất là đối với các hàng hóa siêu trường siêu trọng, gấp nhiều lần đường sắt và đường biển. Vậy đi bằng đường sắt thì sao? Giải pháp vận chuyển bằng đường sắt qua Trung Quốc cũng không phải là lựa chọn tối ưu vì có nhiều điều khá bất tiện như phải chuyển tải nhiều chặng. Vả lại, một loạt vũ khí hiện đại giá trị lớn đi xuyên dọc qua một quốc gia cũng không phải là giải pháp tốt. Đó là chưa chắc chi phí đã thuộc loại rẻ nhất khi phải tổ chức khôi phục một đoàn tàu liên vận bởi tuyến đường này đã bị gián đoạn hàng chục năm nay. Đi đường biển thì vừa rẻ vừa lành. Đi tàu biển có lẽ là giải pháp tốt nhất khi vận chuyển khí tài quân sự hạng nặng bởi chở được số lượng lớn, hàng siêu trường siêu trọng đều không thành vấn đề và với chi phí rẻ hơn nhiều so với đường không và đường sắt. Chỉ cần một chuyến tàu là có thể chuyển giao cùng lúc được cả trăm chiếc xe tăng. Chuyện này dễ dàng y hệt như những con tàu chuyên dụng vận chuyển ô tô đi khắp thế giới với sức chứa lên tới hàng nghìn chiếc mỗi chuyến. Mặc dù về có lợi thế về mặt chi phí, nhưng đường biển cũng có một số điểm cần lưu ý, đó là thời gian chậm hơn do tốc độ trung bình của tàu biển rơi vào khoảng trên dưới 15 hải lý một giờ. Theo lộ trình ước tính của các hãng vận tải container đường biển, thời gian vận chuyển từ Việt Nam tới Nga thông thường mất từ 40 đến 50 ngày, con số này khá chậm so với đường không và đường sắt. Đồng thời, khi khí tài quân sự lênh đênh trên biển, ắt sẽ ít nhiều phải chịu sự tác động của hơi mặn muối biển. Tuy nhiên, với một quốc gia xuất khẩu gần 10 tỷ đô la vũ khí mỗi năm thì đây là chuyện nhỏ bởi họ có quá thừa kinh nghiệm xếp hàng, bảo quản những khối hàng trị giá hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đô la và giao cho khách hàng an toàn. Như vậy có thể thấy, nhiều khả năng những chiếc xe tăng T-90 đầu tiên sẽ được Nga bàn giao cho Việt Nam bằng đường biển. Và như phát biểu của ông Mikhail Petukhov, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự, Nga đã bắt đầu giao lô xe tăng T-90S cho Việt Nam, thì có thể lô hàng sẽ được chia làm nhiều hơn một đợt, phù hợp với khả năng tiếp nhận tại cảng, huấn luyện kiếp chiến đấu và nhất là có thể thanh toán từng đợt theo tiến độ giao hàng. Vũ khí Việt Nam trong bộ ba tên lửa cực mạnh của Nga. Quý vị và các bạn thân mến, trang Russia Beyond the Headlines, RBTH, vừa thống kê 3 loại tên lửa cực mạnh do Nga sản xuất, trong đó có 3M54 có trong trang bị của Hải quân Việt Nam. Theo RBTH, quân đội Nga hiện sở hữu những mẫu tên lửa có sát thương cao và tầm bắn lớn dành cho hải quân, lục quân và không quân. Hầu hết trong số này đều thể hiện sức mạnh trong chiến dịch tiêu diệt tổ chức khủng bố IS tại Syria. Nguồn tin này cho biết, tên lửa có sức công phá cực lớn đầu tiên là Kalib, phiên bản nội địa của dòng Club xuất khẩu. Hồi cuối năm 2015, Nga gây chấn động thế giới khi phóng đồng loạt 26 quả Kalib vào những vị trí do IS kiểm soát, đánh dấu lần thực chiến đầu tiên của Kalib. Trong lần đầu thực chiến, những quả tên lửa xuất phát từ tàu chiến trên biển Kapspear bay qua không phận Iran và Iraq trước khi đánh trúng nhiều mục tiêu IS trên lãnh thổ Syria ở khoảng cách 1.500 km. Trong chiến dịch quân sự tại Syria, Nga chỉ sử dụng phiên bản tấn công mặt đất của tổ hợp Kalib mang định danh 3M54, được trang bị hệ thống định vị toàn cầu GLONASS và dẫn đường quán tính cùng đầu dò radar ARGS-14E. Ngoài ra, theo RBTH, vũ khí tiếp theo trong bộ 3 tên lửa cực mạnh của Nga là Iskander-M, tên lửa hành trình tầm xa KH-101. Điều đặc biệt trong bộ 3 tên lửa được RBTH xếp hạng chính là 3M54, phiên bản xuất khẩu cho Hải quân Việt Nam, được định danh là 3M54E, nằm trong hệ thống Club S. Theo thông tin của trang Strategy Page của Mỹ, Nga đã cung cấp cho Việt Nam 50 tổ hợp tên lửa Club S để trang bị cho tàu ngầm Kilo, số tên lửa được trang bị cho 6 tàu ngầm Kilo. Theo Giám đốc Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới, ông Igor Korobchenko, sự hiện diện của hạm đội tàu ngầm giúp củng cố khả năng phòng thủ của Việt Nam trong bối cảnh tình hình Biển Đông trở nên nghiêm trọng hơn, các nước trong khu vực đang củng cố lực lượng hải quân của họ. Nói về lợi thế của các tàu ngầm Kilo trong Hải quân Việt Nam, ông Korobchenko cho rằng Nga cung cấp các phiên bản tàu ngầm mới nhất, trang bị tổ hợp tên lửa Club có khả năng chống hạm và tấn công mặt đất hay ở tầm xa. Nguồn tin này cho biết, ở phiên bản xuất khẩu, đạn tên lửa chống tàu siêu thanh 3M54E đạt tầm bắn là 300 km, tốc độ bay là Mach 2.9, lắp đầu đạn xuyên giáp nặng 200 kg. Tên lửa chống hạm 3M54E nặng 2 tấn, được phóng từ ống phóng ngư lôi 533 mm, lắp một đầu đạn 200 kg. Tên lửa 3M54E còn có phiên bản phóng từ trên không và phóng từ tàu mặt nước.
khi tên lửa 3M54E tấn công tàu chiến. Tốc độ ở giai đoạn bay cuối cùng được đẩy nhanh, làm cho loại tên lửa này trở nên đặc biệt nguy hiểm. Giai đoạn bay cuối cùng thường bắt đầu từ khi tên lửa cách mục tiêu khoảng 15 km. Trước đó, tầm bay cao của tên lửa giữ khoảng 30 m. Điều này làm cho tên lửa tương đối khó phát hiện. Đặc điểm này cộng với tốc độ bay giai đoạn cuối cùng rất cao. Vì vậy, khi tên lửa hoàn thành bay 15 km cuối cùng không đến 20 giây, điều này làm cho vũ khí chống tên lửa hiện có rất khó để bắn rơi nó. Siêu pháo hạt nhân mạnh nhất thế giới của Mỹ. Siêu pháo M-65 của Mỹ bắn ra những đầu đạn hạt nhân V-9 có sức công phá 19 kiloton, tương đương quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima. Đây là khẩu pháo có sức mạnh đáng sợ nhất mà con người từng chế tạo. Sau khi chiến tranh lạnh bắt đầu, cả hai cường quốc Liên Xô và Mỹ bắt tay vào nghiên cứu những vũ khí khủng khiếp. Đầu những năm 1950, có 20 khẩu M-65 được sản xuất. Đến tháng 5 năm 1953, hai khẩu pháo được đưa tới khu thử nghiệm Bridgman Flat tại Nevada để phô diễn uy lực. Ông Tawana Spivey, giám đốc bảo tàng Fossil, chuyên lưu giữ các loại pháo chiến trường của quân đội Mỹ cho biết, M-65 là loại pháo lớn nhất của quân đội Mỹ, có thể bắn cả các đầu đạn thông thường và hạt nhân. Có cái tên ban đầu là Apple Annie, Annie mạnh mẽ, trước khi đổi thành Atomic Annie, tức là Annie nguyên tử. Đây là một cổ pháo cỡ nòng là 280mm, có tầm bắn hơn 32km. Những khẩu pháo này có trọng lượng khủng khiếp, lên tới 47 tấn. Thông số kỹ thuật cơ bản của pháo hạt nhân M-65, trọng lượng 83.300 kg, dài 25,6 m, rộng 4,9 m, cao 3,7 m, cỡ nòng 280 mm, tầm bắn tối đa 28.800 m, trọng lượng đạn 364 kg, tốc độ bắn 15 phát trên giờ. Tuy mang một trọng lượng và kích thước quá khổ, nhưng kiếp chiến đấu chỉ cần từ 5 đến 7 người. Những viên đạn pháo có đường kính lên tới 280 mm. Trong số hai khẩu pháo được đem đi thử nghiệm, chỉ có một khẩu được khai hỏa trong cuộc thử nghiệm hạt nhân có tên là Knossel. Khẩu còn lại được dùng để dự phòng. Khẩu pháo được di chuyển bởi các xà lan chuyên dụng. Trong cuộc thử nghiệm, một quả đạn pháo hạt nhân có sức công phá 15 kiloton, tương đương quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, đã được bắn đi ở cự ly 11,2 km, tạo thành một cột khói hình cây nấm và thổi bay mọi nhà cửa, xe cộ, vật dụng trên khu thử nghiệm. Tuy là một vũ khí có sức mạnh khủng khiếp, nhưng cuối cùng chúng đành nhận sở hữu khi chỉ mới hoạt động 10 năm để nhường chỗ cho các loại đạn hạt nhân cỡ nhỏ hơn và đặc biệt là sự phát triển như vũ bão của vũ khí tên lửa. Hải quân Mỹ tiếp nhận siêu tàu sân bay USS Grand Hartford trị giá 12,9 tỷ đô la. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 3 tháng 6, TASS đưa tin Hải quân Mỹ vừa mới tiếp nhận siêu tàu sân bay thế hệ mới USS Grand Hartford, số hiệu là CVN-78, với kinh phí lên tới 12,9 tỷ đô la. Tàu sân bay USS Grand Hartford là tàu chiến đắt nhất tính tới thời điểm này của Hải quân Mỹ. Tuy vẫn đang có trong tay thế hệ siêu tàu sân bay mạnh nhất thế giới Nimitz, nhưng để duy trì sức mạnh quân sự tuyệt đối ở trên biển, Mỹ đã phát triển tàu sân bay lớp USS Grand Hartford với sức mạnh vượt trội hơn so với Nimitz. Tàu sân bay USS Grand Hartford vừa hoàn thành các cuộc thử nghiệm quan trọng trên biển hôm 26 tháng 5 nhằm kiểm tra tính năng hoạt động của các bộ phận căn bản. Sau đó vài ngày, công ty đóng tàu Huntington Ingalls Industries ở Newport News đã chính thức bàn giao tàu sân bay USS Grand Hartford cho Hải quân Mỹ. Theo kế hoạch ban đầu, quá trình đóng tàu sân bay này phải hoàn tất trước tháng 9 năm 2015 với chi phí ước tính là 10,5 tỷ đô la. Tuy nhiên, sau nhiều lần trì hoãn và do việc kết hợp nhiều hệ thống mới cùng lúc, nên chi phí đóng tàu thực tế là 12,9 tỷ đô la. Giám đốc chương trình phát triển tàu sân bay lớp Ford, tổng đô đốc Hải quân Mỹ Brian Antonio cho biết, trong những năm qua, cả ngàn người đã đóng góp công sức, đó là những công việc từ thiết kế, xây dựng, thử nghiệm, hoàn thiện chiếc tàu USS Grand Hartford và bàn giao cho Hải quân Mỹ. Theo nguồn tin từ Hải quân Mỹ, tàu sân bay này dự kiến được biên chế trong mùa hè năm nay. Sau đó, nó sẽ trải qua giai đoạn vận hành thử nghiệm trong thực tế nhằm giúp thủy thủ đoàn làm quen với hoạt động trên tàu. Cuối cùng, con tàu sẽ đạt được khả năng sẵn sàng chiến đấu vào năm 2020. Trong khi USS Grand Hartford có sức chứa hơn 4.500 người với những công nghệ tân tiến, chỉ cần 2.600 thủy thủ để vận hành, ít hơn 600 người so với tàu sân bay lớp Nimitz. Hải quân Mỹ khẳng định, so với người tiền nhiệm lớp Nimitz, các tàu sân bay lớp Ford như USS Grand Hartford sẽ giúp tiết kiệm cho ngân sách hơn 4 tỷ đô la chi phí vận hành trong suốt vòng đời sử dụng.
Ngoài ra, thì USS Gerald R. Ford có khả năng mang theo 75 máy bay chiến đấu sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào. Hải quân Mỹ dự kiến đóng thêm ít nhất 2 tàu sân bay lớp Ford. Người phát ngôn công ty đóng tàu Huntington Ingalls Industries cho biết công ty này đã sẵn sàng đóng tàu sân bay lớp Ford thứ hai, chiếc John F. Kennedy. Việc Hải quân Mỹ đưa siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford với các công nghệ và hệ thống vũ khí tân tiến vào hoạt động hứa hẹn giúp Washington giữ thế thượng phong trên biển. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.